Người bán giao tiên tri xuất hiện bí ẩn, để lại dự đoán cuối năm 2023. Bốn dự đoán hiện đã ứng nghiệm. Năm 1878 thời nhà Thanh, giá gạo sụt giảm từ 80 xuống chỉ còn 18 xu một cân. Đây chính xác là điều mà Sa Đao Nhân đã dự đoán trong lần xuất hiện trước đó, vào cuối năm 1861. Khi đó, tại tỉnh Chiết Giang, có một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Họ bán giao làm bếp nhưng lại không thu tiền ngay. Chỉ nói rằng đến khi giá gạo giảm còn 18 xu sẽ quay lại thu tiền. Và lời tiên tri thời điểm đó đã hoàn toàn ứng nghiệm. Sa Đao Nhân không chỉ có thể dự đoán được sự tăng giảm giá cả, thậm chí còn có thể báo trước thời thế thịnh suy. Năm 2021, cư dân mạng tại Trung Quốc truyền tay nhau về một bài hát của một Sa Đao Nhân. Trong đó có hai câu: trong đêm thỏ hóa thành rồng vàng, đúng vận mệnh, họa lại trong họa. Nhiều người đoán rằng đây là đang nói về thời điểm chuyển giao từ năm Quý Mão 2023, hay còn gọi là năm thỏ ở Trung Quốc, và năm Giáp Thìn 2024. Sự thật có phải như vậy hay không? Mời các bạn đón xem hết video ngày hôm nay. Những dự ngôn ứng nghiệm của Sa Đao Nhân. Sa Đao Nhân là những người có hành tung vô cùng bí ẩn, nhưng ngay cả khi bạn không thể tìm thấy, vào một thời điểm thích hợp, họ vẫn sẽ tự mình xuất hiện. Vậy còn những tiên đoán của Sa Đao Nhân thì sao? Lời dự đoán của họ thực sự đã ứng nghiệm cho năm 2023 của chúng ta hiện nay. Trong lịch sử lâu đời của Trung Quốc, có rất nhiều ngành nghề truyền thống và bí ẩn đã dần biến mất theo sự thay đổi của thời đại. Ví dụ như thầy bói, thầy phù thủy, thợ rèn kiếm, vân vân. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sẽ gặp họ ở những khu vực nông thôn hẻo lánh, còn tồn tại nhiều phong tục tập quán cổ. Trong đó có Sa Đao Nhân. Đúng như tên gọi, Sa Đao Nhân thực chất là người bán giao, nhưng cách họ bán giao lại vô cùng đặc biệt. Họ sẽ không lấy tiền ngay tại chỗ mà sẽ để lại một lời tiên đoán khó hiểu. Cho đến khi lời tiên đoán trở thành hiện thực trong tương lai, họ sẽ đến để thu tiền. Nếu lời nói không thành hiện thực, xem như họ đã tặng bạn một con dao miễn phí. Điều này nghe ra có vẻ rất hời đúng không? Thế nhưng thực tế họ chưa từng mất một đồng nào, bởi vì tất cả đều thành hiện thực. Tuy có lúc phải mất từ vài ngày đến vài năm, nhưng rất nhiều dự đoán trong số đó lại trở thành hiện thực. Vì vậy nhiều người cho rằng họ là hậu duệ của Quỷ Cốc Tử trong thời Chiến Quốc. Quỷ Cốc Tử với tư cách là một đạo sĩ, một chiến lược gia và là nhà tư tưởng vĩ đại, nên lý thuyết học thuật của ông rất được mọi người xem trọng, đặc biệt là trong thời kỳ ly khai hỗn loạn. Lời tiên tri và những bài đồng giao của ông đã được lan truyền khắp cả nước. Tất cả các tác phẩm đó được coi là kiệt tác của trường phái Quỷ Cốc. Nổi tiếng nhất là Bãi Hạp Sách, chủ yếu trình bày và phân tích kỹ xảo du thuyết ngoại giao. Sử sách có ghi chép rằng, những cái tên nổi tiếng như Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi đều xuất thân từ giáo phái Quỷ Cốc. Ngoài những chiến lược gia nổi tiếng này, còn có một số đệ tử khác. Họ cũng thông thạo thuật âm dương, có thể đoán biết sinh tử, dự đoán thế cục thăng trầm. Nhưng chí hướng của họ lại là ngao du thiên hạ, học hỏi từ hàng trăm trường phái tư tưởng khác nhau. Những đệ tử vô danh này thường ẩn mình trong dân gian dưới hình ảnh một thương gia, mặc quần áo bình thường và để lại cho con người một số điểm báo về tương lai khó phân biệt đúng sai. Ghi chép sớm nhất về Sa Đao Nhân trong lịch sử là vào thời nhà Tống. Nhưng vào lúc đó, họ không được gọi là người bán giao, vì thứ họ bán không phải là giao mà là củi, gạo, dầu, muối, mì và các dụng cụ sản xuất, sinh hoạt. Tuy nhiên, phương thức bán hàng cũng là không lấy tiền mà chỉ để lại lời nhắn, đợi sau này lời tiên tri thành hiện thực rồi mới quay lại thu tiền. Cho đến thời nhà Minh, Minh Thành Tổ là Chu Đệ phát động chiến dịch Kinh Nam, đồng thời thu thập một lượng lớn thép để chế tạo vũ khí, nên nhiều dụng cụ bằng sắt và dao trong nhà người dân đều bị tịch thu. Nắm bắt nhu cầu của người dân, những người buôn bán các vật phẩm sản xuất và sinh hoạt trước đây cũng đã chuyển sang nghề bán dao. Dự đoán về năm 2023. Năm 1878 thời nhà Thanh, giá gạo sụt giảm chỉ còn 18 xu một cân. Lúc này, một bản tin về Sa Đao Nhân cũng được đăng thông báo chính thức. Nội dung được lan truyền là vào cuối 1861. Một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang. Điều kỳ lạ là họ bán giao làm bếp nhưng lại không thu tiền ngay. Chỉ nói là chờ đến khi giá gạo giảm xuống còn 18 xu mới quay lại thu tiền. Những người xung quanh đều cảm thấy đây là một chuyện vô cùng tức cười, bởi giá lương thực thời điểm này đã hơn 80 xu một cân. Không ngờ, khi vua Quang Tự lên ngôi đã ban hành một loại cải cách khiến giá gạo giảm mạnh. Đây cũng là thông tin chính thức nhất về Sa Đao Nhân được ghi lại. Còn về phần con cháu của họ lúc bấy giờ
có quay lại để thu tiền hay không vẫn là bí mật. Trong thời điểm hiện tại, xã hội vẫn còn lan truyền những tin đồn về sự xuất hiện của Sa Đao Nhân. Vào tháng 11 năm 2022, có thông tin một người bán giao nợ đã xuất hiện và để lại một lời tiên tri với nội dung là: con thỏ có ba chân, kẻ xấu đã đi mất, công ty đã phá sản, nhà cửa cũng bán hết. Tháng chạp năm nay tiêu tốn hơn 10 tệ, năm sau bạn sẽ nhận hơn 100 tệ. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Năm con thỏ của người Trung Quốc cũng chính là năm Mão tại Việt Nam chúng ta. Ý của người này chính là nếu hai lời tiên tri đầu tiên xảy ra vào cuối năm 2023, một con dao đang có giá trị hơn 10 nhân dân tệ, nhưng đến khi anh ta quay lại lấy tiền thì giá tăng lên hơn 100 tệ. Nếu dự đoán không thành hiện thực, sau năm 2023, con dao đó sẽ trở nên vô giá trị. Có một lời giải thích về câu thơ đầu tiên như thế này. Thực tế, con thỏ ba chân, kẻ xấu đã đi mất là dựa trên một tục ngữ cổ xưa của Trung Quốc, chính là câu thỏ xảo quyệt sẽ chuẩn bị nhiều chỗ ẩn nấp. Nhưng dù có ẩn nấp kỹ đến đâu, nó cũng bị loài khác tấn công và tiêu diệt. Vào 28 tháng 9 năm 2023, doanh nhân Hứa Gia Ấn bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế vì tình nghi phạm tội trái pháp luật. Đội nhóm viễn thông chuyên lừa đảo ở miền Bắc Myanmar cũng hoành hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho con người và xã hội Trung Quốc trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, lực lượng tội phạm lớn ở nước ngoài này cũng đã phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Người ta cho rằng con thỏ xảo quyệt này chính là những ung nhọt trong xã hội, nhất định sẽ bị diệt trừ. Lời tiên đoán trong câu thứ hai là công ty đã phá sản, nhà cửa cũng bán hết, cũng hoàn toàn ứng nghiệm với tình hình kinh tế khắc nghiệt năm nay. Nhiều công ty vừa và nhỏ thực sự đã phá sản, thậm chí nhiều công ty lớn cũng làm ăn thua lỗ, dẫn đến việc nhiều nhân viên bị sa thải. Riêng đối với ngành bất động sản, nhu cầu mua nhà của người dân đã giảm. Có phải lời tiên đoán của Sa Đao Nhân đã thực sự ứng nghiệm? Tiên đoán 4 hiện tượng lớn xảy ra vào cuối 2023, đầu 2024. Một số cư dân mạng đã gặp được một ông già bán dao vào năm 2021. Họ chỉ nghe thấy ông ta lẩm bẩm vài câu bói toán và nói rằng đây chỉ là một quẻ ngẫu nhiên, cũng đừng nên quá coi trọng. Một cây bút phân chia trách nhiệm, ba tấm đồng xác định vận may, đi dạo quanh 20-30 vòng. Một người nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy vô cùng thú vị. Làm sao một ông lão bán dao làm bếp vẫn có thể bói toán? Thế là anh bước tới hỏi giá. Ông lão nói hai con dao làm bếp giá 138 tệ, nhưng hiện tại ông chỉ bán nhưng không tính tiền, đợi đến năm sau mới tính. Rồi ông lão bắt đầu hát rằng: miệng trong miệng, trời trên trời, mượn trời thêm 15 năm nữa, giữa đêm trăng gặp phải hiểm nguy, trong đêm thỏ hóa thành rồng vàng, đúng vận mệnh, họa lại trong họa, người chết đi, tử tôn nối tiếp, nước cũng đắt, thức ăn cũng đắt, nhà cửa công trình cũng vô giá trị. Hiện tại năm Quý Mão 2023 sắp qua đi, năm Giáp Thìn 2024 cũng sắp đến. Không những vậy còn có nhiều hiện tượng kỳ lạ xuất hiện theo thời gian. Cả trong quy mô nhỏ như một cá nhân, một gia đình, đến quy mô lớn như cả nước, cũng có rất nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Nhân loại đang tiếp tục đối mặt với nhiều thay đổi và thách thức hơn nữa. Đầu tiên là sự thay đổi cơ cấu của một số ngành và thị trường. Trong vài thập kỷ qua, hầu hết các công ty đều kiếm tiền nhờ vào nguồn lao động dồi dào giá rẻ và nguồn nhân lực địa phương. Nhưng hiện nay, với sự phát triển của công nghệ và nguồn vốn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đứng trước bờ vực phá sản. Lợi thế cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp đang dần biến mất. Thứ hai, mức tiêu dùng bình thường của người dân đã bị hạ thấp. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khiến xã hội trở nên nhiều áp lực nhưng lại ít cơ hội, rất nhiều người trẻ tuổi đã chọn cách bỏ cuộc. Đó là vì mọi người đều đã nhìn thấu tương lai của chính mình. Dù có làm việc chăm chỉ đến đâu, họ cũng chẳng khác gì một con lừa. Những người trẻ không còn đủ tự tin và phương tiện để thực hiện hóa ước mơ như ông cha mình, họ thà bỏ cuộc còn hơn phấn đấu để đạt được thành công với tỷ lệ vô cùng thấp. Hầu hết mọi người cũng bị mắc kẹt trong một trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Thứ ba, tiền của người dân sẽ ngày càng ít giá trị khi kinh tế toàn cầu suy thoái, khiến giá cả hàng hóa tiếp tục gia tăng. Các chi phí khác nhau ngày càng lớn khi cùng một chi phí, năm nay giá trị có thể tăng lên gấp 1,5 lần so với năm trước, nhưng có thể bạn vẫn chưa kịp nhận ra. Tất cả mọi thứ đều tăng ngoại trừ tiền lương của mọi người. Với mức lương hiện tại của một người gần như không đủ để trang trải chi phí cơ bản trong vòng một tháng. Đối mặt với hoàn cảnh này, con người sẽ ngày càng trở nên mất tự tin. Thứ tư là nhu cầu mua nhà của giới trẻ
đã giảm đi rất nhiều, thậm chí là không còn nữa. Mọi người không còn được lựa chọn cho bản thân. Tất cả của cải vào cuộc sống của họ đều để dành vào việc mua một ngôi nhà. Theo dữ liệu cho thấy, thị trường bất động sản đã trì trệ trong thời gian dài. Những ngôi nhà cũ được ưu tiên hơn nhà mới, nên giá trị cũng tăng đáng kể. Thị trường nhà mới lại dậm chân tại chỗ. Xã hội hiện tại đã thực sự tiến triển theo sự chỉ điểm trong bài hát tiên tri của Sa Đao Nhân. Liệu ông lão này thực sự đã nhìn thấy trước được tương lai hay chỉ là một lời tiên đoán ngẫu nhiên? Mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên theo dõi video mới nhất của Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.